Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV, nhất là mấy ông game thủ ARK đam mê khủng long và sinh vật tiền sử. Chúng ta lại gặp nhau sau một tuần xa cách. Hy vọng là mấy ông cũng xem mấy video khác của tôi, nên chứ chỉ xem mỗi series ARK vs thực tế là tôi móm luôn đấy. Ngày hôm nay, như mong đợi của tất cả mọi người thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một trong những cái tên nổi bật nhất giữa các loài khủng long ăn thịt của game ARK. Đó chính là Kakarodontosaurus, dị long răng cá mập, hay các game thủ cũng có thể gọi ngắn gọn là cá tra hay Kakha gì thì tùy. Liệu trong ARK, Kakha có phải là nạn nhân của việc cho ăn thuốc kích thích tăng trưởng quá mức hay không? Cũng như có những điểm gì giống và khác nhau với thông tin về Kakha trên thực tế? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nha! Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Theo tìm hiểu của tôi thì Kakha là một sự bổ sung mới của game ARK vào năm 2022. Ở trong ARK thì ngoài tự nhiên, nếu bạn sợ một con Gigant như thế nào thì hãy bắt đầu sợ một con Kakha như vậy đi. Vậy xét về kích thước trong game thì Kakha không hề thua kém Gigant là bao. Chỉ một mình con quái vật này thôi cũng đủ cầm chân cả một đội quân của chúng ta, và cuộc chạm trán đó sẽ khiến chúng ta đổ máu không ít. Trích lời của Helena Walker viết trong hồ sơ ARK. Với cái tên được lấy cảm hứng từ cá mập trắng lớn thì cũng như cá mập trắng lớn, một khi con quái vật này đã nếm mùi máu thì nó sẽ càng trở nên nguy hiểm. Mỗi sinh mạng mà nó tự tay cho đăng xuất sẽ càng khiến nó trở nên điên cuồng và mạnh mẽ hơn, với trạng thái cuồng sát, được tăng tốc độ và miễn nhiễm với choáng. Ngoài ra khi gây sát thương chí mạng thì nó sẽ trở nên khát máu, giúp tăng tốc độ hồi máu và sát thương cận chiến của con khủng long này. Điều đó có nghĩa là càng giết chóc, càng cho nó uống máu tanh thì Kakha sẽ càng mạnh mẽ, nhưng cũng khiến việc đánh bại một con Kakha trở nên khó khăn hơn. Mọi sinh vật hoang dã và người chơi lọt vào tầm mắt của Kakha sẽ trở thành nạn nhân của sự điên cuồng đó. Những cú cắn của Kakha trở nên nguy hiểm khi mang theo hiệu ứng Serac, Shredded, làm giảm khả năng được hồi máu của người chơi. Cái đuôi của nó cũng rất lợi hại với khả năng đánh lui ngay cả những sinh vật lớn nhất, chẳng hạn như Gigant của đối phương. Kakha còn có thể sử dụng tiếng gầm của nó để lôi kéo các đồng minh tham gia trận chiến với tốc độ nhanh hơn. Chính sự khát máu của Kakha khiến việc thuần hóa nó trở thành một quá trình đặc biệt. Bạn sẽ không thuần hóa Kakha bằng cách đánh gục nó, mà hãy mang những con mồi thơm ngon mới kill còn tanh mùi máu và chờ nó đến ăn. Cái khó chỉ là xung quanh nơi Kakha sống cũng có những kẻ săn mồi nguy hiểm khác sẵn sàng nâng tay trên cái xác, nên bạn phải đảm bảo là dọn dẹp xung quanh trước khi bắt đầu quá trình. Một khi bạn thấy Kakha bắt đầu đánh hơi thì hãy tháo chạy ngay lập tức. Nếu con mồi bạn mang đến cho nó đủ để nó cảm thấy tin tưởng thì quá trình mới có thể tiếp tục, nếu không thì tiếp theo là nó sẽ ăn bạn. Khi đã thiết lập đủ sự tin tưởng thì bạn có thể cưới Kakha trong 10 phút. Và trong 10 phút đó, hãy cố gắng điều khiển nó đi giết chóc càng nhiều càng tốt khi nó được thuần hóa. Cực kỳ đặc biệt, đáng sợ, mạnh mẽ và khát máu. Đó là những gì tôi có thể nói về Kakha trong ARK. Nhà làm game có vẻ khá ưu ái họ dị long răng cá mập so với các họ khủng long ăn thịt khác, khi hai con khủng long ăn thịt mạnh mẽ nhất đều thuộc họ này, đó là Kakha và Gigant. Với Kakha trong game ARK so với những gì chúng ta biết ngoài đời về dị long răng cá mập có gì giống và khác nhau? Nếu ông nào chưa xem clip hồ sơ khủng long về Kakha tôi đăng hồi tuần trước thì có một sự thật các ông cần phải biết. Đó là Kakha của mấy ông ngoài đời hóa thạch không những ít, mà cái mẫu định danh còn bị thổi bay trong cùng một trận không kích với Spinosaurus. Dù sau này người ta có tìm được mẫu định danh mới thì đó cũng chỉ là một phần cái hộp sọ. Ngoài phần hộp sọ ra thì những phần khác chúng ta biết về Kakha chỉ là chi sau không hoàn chỉnh, một đốt sống cổ và một đốt sống đuôi. Nghe có chán không cơ chứ? Dù vậy thì Kakha do được tìm thấy sớm nhất nên vẫn là chi điển hình của họ dị long răng cá mập, với đặc trưng là những chiếc răng mảnh, không dày và tròn như của T-Rex, và ở hai cạnh thì có răng cưa như dao cắt bít tết. Hộp sọ của nó cũng tương đối dài và như vậy, với mỗi cú cắn kết hợp cùng hàm răng giống cá mập, con mồi của Kakha sẽ bị xé rách một mảng thịt lớn, dù Kakha không có lực cánh mạnh đến nỗi có thể nghiền nát xương như T-Rex. Một vết thương như vậy nếu trúng chỗ hiểm có thể gây chảy máu mạnh, hoặc không thì cũng làm tăng nguy cơ nhiễm trùng của con mồi khiến nó chết dần chết mòn trong sự đau khổ. Nghe cũng tự tựa như hiệu ứng xé rách khi Kakha trong game cắn đối thủ. Năm 2011 thì trong phim tài liệu Planet Dinosaur, người ta từng làm cảnh một con Spinosaurus bị Kakha cắn trúng mà hẹo đau hẹo đớn. Sau này thì khi tìm được các loài họ hàng của Kakha, ngoại hình của nó mới được phục dựng chính xác hơn dựa trên các loài họ hàng. Tuy nhiên các bản phục dựng ngoại hình ngoài đời cũng không thể nào hầm hố như trong game được. Nào là gai trên đầu rồi gai chạy dọc xuống lưng, gai ở dưới cổ, thân còn có đốm đốm sọc sọc nhìn lưỡi hắc lèo nghệ lở gì đấy đủ kiểu. Kakha ngoài đời mà gặp Kakha trong game chắc cũng chạy mất dép chứ không dám nhận họ hàng. Danh pháp hai phần đầy đủ trong game của Kakha là Kakarodontosaurus Medicopestis. Tên loài Medicopestis nghĩa là gì thì Dinoman cũng không chắc lắm, nhưng hình như là phá hủy sự hồi máu, dựa theo khả năng của nó trong game. Kakarodontosaurus ngoài đời thì hiện chỉ có một loài hợp lệ là Kakarodontosaurus saharicus thôi, còn một loài đang xem xét là Kakarodontosaurus equidensis. Về kích thước thì cũng tương tự như Giganotosaurus,
Các kha trong ARK có lẽ dài khoảng 45m, gấp gần 3,5 cho đến 4 lần so với kích thước thực tế của các kha, cũng chỉ dài khoảng 12m mà thôi. Nói chung là game có tên tiếng Việt là Sinh Tồn Cùng Bầy Khủng Long Ăn Thịt, nên mấy ông khủng long ăn thịt được ưu ái quá chừng. Còn ông cá mập như Megalodon thì ra chuồng gà mà ở, đã không được búp sai mà còn nhỏ hơn cả thông số ước tính trên thực tế. Cũng có chữ cá mập trong tên mà không hiểu sao, chỉ phân biệt đối xử quá các ông ạ. Vừa rồi là một vài thông tin thú vị về các Carodontosaurus Ark vs thực tế. Hy vọng là các game thủ sẽ có những giờ phút chơi game toát mồ hôi và giật mình thon thót cùng các kha. Nếu thấy video hay thì đừng quên đăng ký kênh, thích và chia sẻ nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.